Nếu như trẻ em của nhiều quốc gia trên thế giới đã đón năm học mới từ cách đây một tháng, thì vào ngày hôm qua, mùng 1 tháng 10, học sinh ở Donetsk và Luhansk của Ukraine mới được khai giảng. Tuy nhiên, ngày đi học đầu tiên của các em vẫn phải diễn ra trong âm thanh của súng đạn. Ở thành phố Makivka gần Donetsk, các học sinh mặc đồng phục được bố mẹ dắt tay tới trường, tay cầm hoa và bóng bay cùng cất cao bài hát chào mừng năm học mới. Chúng ta đang viết lại lịch sử của nước Cộng hòa Donetsk non trẻ. Chúng ta sẽ thành công. Xin chúc mừng các em. Ở Ukraine, năm học mới thường bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, do tình trạng bất ổn tại đây nên phải đến ngày 1 tháng 10 thì trẻ em nước này mới được hân hoan đón chào khai giảng. Chúng tôi vẫn nghe tiếng súng nổ, nhưng chúng tôi có thể làm gì được chứ? Cuộc sống là thế, chúng tôi vẫn cần phải tiếp tục, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tình hình ở vùng Donetsk do phe nổi dậy nắm giữ cũng như các thành phố lân cận vẫn rất căng thẳng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn được đưa ra. Tuy nhiên, cả phe nổi dậy lẫn lực lượng chính phủ vẫn cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn.